tục quay lại với kênh Mundo Vlog. Thì ok, thì bây giờ cô giáo Su này anh em có thể thấy không? Đó, đây là cô giáo Su đó. Mới đi dạy về. Dạy về xong bây giờ đói quá rồi. Mình cũng đói. Nhưng mà bây giờ ở nhà thì chỉ còn phô mai cho Su ơi. Mình không còn gì để ăn cả. Nên cho Su ăn xong hết miếng phô mai đây á. À, mình với Su đi xuống kia mua một vài cuốn. Mình cuốn á để ăn. Đó. Su ăn như rồi nha, Su ăn xong rồi xíu nữa đi xuống mua danh á, chứ không phải ăn xong rồi ở nhà đâu. Đó, thì nói chung là xong hết rồi. Thôi cô giáo, mới đi dạy về anh em ạ. Đi dạy từ sáng tới giờ mới về xong đó. Giờ đi xuống mua bánh cuốn với anh nha. Xíu nữa về anh em cùng ăn. Ok. Từ đi xe vô cô giáo. Từ cắt hết đã. Đó, thì anh em có thể gọi là thấy được gọi là bộ đồ mới của Su. Đi xe vô anh, xe vô, đi xe vô cô giáo. Rồi đứng lên đi. Đây, đi nào. Đây. Đây, đi từ thôi cô giáo. Cô giáo ơi. Đó. Để bây giờ là mình để mình ẵm em Su ra nha. Đó, Su ra ngoài. Đi nè. Đó. Đó, để đi ra ngoài đường này. Rồi ok. Ok thì nay chị cho em là cái bộ đồ áo dài hả? Áo dài cô giáo. Đó đi xuống khu bên cuốn ăn nha. Đây. Thì tự nhiên nó xuống luôn kìa. Đây. Thấy không? Rồi đây. Thấy không? Ôi da. Ôi da. Ôi da. Chưa sao cả. Xe đứng ở đây. Đó. Xe đi qua rồi. Đây nè. Đi theo anh. Đi từ thôi. Con đây con gì bà? Su ơi đi đâu vậy? Từ đợi anh xí. Đợi anh xí. Đi từ từ Su, xe vô. Xe vô anh này. Đó là đi mua bánh cuốn nha. Đây nè. Đó được rồi. Xe vô, đứng lại. Su đứng lại, xe lại. Xe anh nè. Đó thì sau khi mình đi dạy về xong rồi á là bắt đầu là mua cuốn ăn Su ơi. Chết. Đi nè. Này, con đây con gì? Đó. À, để đi qua luôn. Từ để Su đi mua bánh cuốn đã. Đó, từ đã. Rồi đi. Theo đi. Su ơi. Trên kia một xíu kìa là nó có bán bánh cuốn. Đó, mình sẽ Su lên một xíu. Xíu nữa lên trên đó mình sẽ thấy. Đó, đây là anh em thấy cái máy này đó. Đó, những cái đây là những cái xe mà người ta họ chọn ra để bắt đầu là bán đó. Đây, giờ bắt đầu thả xuống cho Su đi xíu rồi nha. Rồi, Su đứng yên đây, Su đứng yên. Su từ nha, Su đi xếp anh nha. Anh nè. Chưa mà có dài rồi nó đẹp gái gớm chưa? Đây mới đi dạy về. Vậy hả? Mới đi dạy về. Dạy lớp mấy vậy cô? Cô mới đi dạy về con chú xí anh nè. 12 trên 1 hả? Su ơi, Su. Anh nè. Đó. Bây giờ đó bụng giờ đi mua bánh cuốn để ăn. Đó. Đây, xem này cô giáo. Cô giáo ơi.
giỏi. Đường tới rồi. Đây đi xem cho nè, Su ơi. Nè, xuống tấm nè. Thôi để mình mang về cho Su. Ở đây Su, đây nè nào. Đó, đây nè. Chung nha Su ơi. Rồi Su đi từ từ xuống cho anh. Đó, thì mua xúc xích xong rồi. Không quên, mua bánh cuốn xong rồi. Đó, thì giờ đi về với Su. Đi từ 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 ban thôi. Nhưng mà không biết đi mua đồ ăn. Đây, đi về bên. Đấy.
rồi nhưng mà chỉ giải no thôi. Đâu? Đi xin. Đây. Đi nhanh ra, đi nhanh vô. Theo rồi, theo anh. Nè, đâu, đâu. Nè. Đó. Đó, anh em có thể thấy không? Chết đi chưa? Dài ai chịu nổi. Ơi, nhà đâu? Gần tới nhà rồi kìa. Tìm đường vô đi. Đây, đây, đi, 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 anh chở đi vô nhà. Đi đây, chở đi vô nhà. Đâu, vô nhà đây, vô nhà. Rồi, đi vô nhà, đi từ thôi, đi từ vô nhà. Đi vô nhà với mẹ. Ê, đi đây nè. Đi qua đây, qua đây. Rồi rồi, đi vô nhà đi. Đó, đi mua bánh cuốn. Đó, đi mua bánh cuốn về. Mua bánh cuốn về. Đó, đây nha anh em. Ngồi xuống, chưa? Anh chưa ăn mà. Đó, giờ cái công mà đi mua về đó thì nói chung cho anh miếng thịt. Đâu, ngồi im. Chưa cho ăn đâu, ngồi im. Chưa, xu. Đó, thì cho xu một miếng thôi. Đó, cho xu mua về để ăn. Ngon quá em ạ. Trời ơi, ngon quá đi. Được không? Đó. Nè, xu miếng nè. Xu quá thì bình thường là nó mang đâu, mà nay đi dạy về đói á. Đâm ra là thôi, nè em bánh tráng cái này em. Nè đi. Nói chung là cái khu đây khu giải chiến nha. Nhà mình nói chung là buôn bán á, thì đâm ra là nó hơi chậm. Nên đâm ra là cái chỗ nhiều lúc cứ gặp đâu là ăn đấy thôi. Ừ. Ê. Ê. Đó xu thì mấy cái đồ đây thì cho ép đi làm ăn à. Nay em dạy mấy tiết. Hả? Sao? Nay lên trường học sinh là ngoan không? À, quên chứ hôm nay học sinh được bị corona hết rồi mà. Hả? Rồi xuống hai chân lên. Xuống hai chân lên. Xuống hai chân lên. Rồi nuôi im đó nha. Ừ. Nuôi hả Dương ơi. Đấy, bạn con có sâu là cái chán xuống là gì? Đây em thấy không? Bây giờ là cặp đồ là vứt hoàn bên hết. Đó, cô giáo giờ về cô giáo hai chân lên ăn sang cẳng coi. Hai chân lên. Ừ. Hai chân lên. Hai chân lên. Hai chân lên đi anh lấy thịt ăn. Ừ. Ngồi im đó nha. Ngồi im đó, ngồi im đó. Nhìn nó cô giáo mà. Cô giáo mà. Phải dạy đó. Rồi. Cô im. Ừ. Để xếp lại cái tay cho cô giáo. Cô giáo. Hả đứng lên. Cô giáo cô im đó. Ở trên giường là cô giáo chưa? Còn về nhà là vẫn là cô xu chưa? Thấy chưa? Nha. Ở trên nhà là cô giáo. Ê. Nè. Nè. Từ. Đó. Chán cái cho bà xu rồi đó. Cô hai chân lên đã, cô giáo. Cô giáo cũng hai chân lên. Cô giáo. Ở trên trường cô là cô giáo mà về đây là cô xu đi ra. Đứng đây. Rồi cô ngồi im đó. Đó, nút cho ăn. Đó. Được. Ăn đi. Ăn đi rồi ngày mai đi dạy tiếp. Ừ. Được không? Đó. Đi mua đồ về rồi. Đi mua đồ về rồi cứ định là không quay đâu. Nhưng mà thôi cứ quay chia sẻ cho anh em một xíu về quay cầu su. Nha. À, mà đúng rồi anh em à. Được. Vì chắc là video tiếp theo á là sẽ có một cái gọi là sao ta? Một cái đồ gọi là rất là đặc biệt cho anh em coi luôn, chiêm ngưỡng luôn. Đảm bảo cái đây á hả? Chỉ có má mình, mẹ mình mới thiết kế ra được thôi chứ không ai thiết kế được hết á. Đó. Đó, đố anh em đồ đó đồ gì? Đó, cái đồ đây mà anh em mà nhìn thấy là anh em gọi là bất ngờ luôn. Đồ đây đảm bảo nha, không có bán đâu. Hả? Ừ, ha. Đây để nó lé ra chẳng. Rồi, 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 để thu. Nè, nè. Anh ơi. Bánh cuốn ở mình đó. Bánh cuốn ở mình đó rất là ngon luôn. Anh chân lên để anh xé. Anh cuốn ở chợ đêm mình á, nổi tiếng luôn á, rất là ngon luôn á. Anh em nào mà có một lần, nếu mà có cơ hội ghé Pleiku Gia Lai á, nên thưởng thức bánh cuốn ở chợ đêm. Bao ngon luôn, 10 ngàn một cuốn thôi. Ừ. Đó.
Anh nói cái này thì lên anh tắm rửa cho anh thay đồ cho. Thế mà tay này như chưa? Hả? Hả? Bánh cuốn này gọi là đặc sản Maleku Gia Lai. Hả? Ngon lắm mà. Ăn hai cuốn mà vẫn muốn ăn nữa. Không, không tay. Có ăn coi, cô giáo. Lúc ở nhà, cô giáo nương mẹ thiền. Ai chân lên nè. Đi lên, ai chân lên, dì cái. Dì. Rồi, này còn miếng thịt sơ. Hả? Giờ còn miếng thịt trung liếu rồi, cho thu luôn. Ăn đi. Ăn vô. Anh em có thể thấy không? Bây giờ là bạn bắt đầu ăn nè. Ăn vô. Rồi. Ăn vô đi. Lấy miếng thịt rồi. Rồi. Ăn đi. Ờ, trời. Okay, guys.